Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Mới lộ thêm hình ảnh của cô gái thả rồng vong một phàn cảm đi uống cà phê du lịch khắp nơi. Cô gái trẻ khiến nhiều người nhức mắt với hình ảnh phàn cảm của mình ngoài đời giữa thời tiết nóng lực như hiện nay. Việc các chị em ưu tiên lựa chọn những trang phục mát mẻ, ngắn cút cỡn là điều không mấy xa lạ. Tuy nhiên, ranh giới giữa gợi cảm và phàn cảm rất mong manh. Nếu không ứng dụng đúng lúc, người mặc sẽ trở thành tâm điểm của sự lố bịch, gây mất thiện cảm trong mắt người khác. Mới đây, trên mạng xã hội đã dậy sóng trước hình ảnh cô gái thả rông vòng một được chính chủ đăng tải. Không những không mặc nội y, cô gái này còn cố tình diện áo ngoài mỏng tanh, chỉ cần ánh nắng xuyên vào thì mọi phụ tùng bên trong đều phơi bày trước thiên hạ. Điều đáng nói, ngoài đời đây cũng là phong cách yêu thích của cô gái trẻ, từ đi du lịch, uống cà phê cho đến bàn công việc vân vân đều trang trọng trạng thái mát mẻ như thế này. Bên cạnh nhiều bình luận ném đá cư dân mạng còn để lại lời góp ý chân thành cho cô gái. Nhiều người cho rằng hiện nay có nhiều cách để phụ nữ không cần diện nội y vẫn có thể thoải mái tự tin khi ra ngoài đường. Trong đó, những chiếc dán ngực được xem là phương pháp tiện lợi và có thẩm mỹ nhất đối với phụ nữ. Ngoài nhan sắc và trí tuệ thì việc giữ gìn hình ảnh được xem là việc làm cần thiết mà ai cũng phải ý thức được. Trong thời trang, xu thế thời trang không nội y cũng trở nên dần phổ biến tại Việt Nam. Nhiều nhà thiết kế cũng đã bắt đầu hội nhập, tuy nhiên vẫn phải tiết chế để không rơi vào tình huống hớ hình như cô này. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.